không làm được. Và sau Tết á, thì nó có quá nhiều cái tập hợp, nên thì nó là chọn tính là làm một cái chương trình để mà chào mừng 8/3 luôn á, nhưng mà cũng nó nằm ở giữa tuần, nên thôi mình quyết định là rơi là thứ bảy luôn. Vẫn là trong cái tháng 3 này thì nó là quyết định làm một cái chương trình riêng khán giả, riêng những người thương yêu mình đã ủng hộ mình suốt chặng đường vừa qua. Anh chia sẻ một xíu cái chủ đề và những phút mà mình thể hiện ra có đạt được cái phút đặc biệt không? Nguyên chương trình này là sẽ một sự tra tấn ấy. Thì giống như là mình sẽ học xíu về nói chuyện một cái xíu về cái quá trình mà từ một cái cậu thanh niên từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp như thế nào và đã ra những cái sản phẩm gì. Và trong tối hôm nay thì nó sẽ hát những cái ca khúc mà ghi dấu trong lòng khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Và hy vọng là đêm nay thì cái câu chuyện của Thắng nó không được bị nhằm che. Trong đó những ca khúc nào là ấn tượng nhất anh muốn? Ở cái thời gian đầu thì sẽ là Anh Còn Nợ Em nè, Kiếp Nghèo nè, Bài Tặng Ru Cho Em. Song song đó thì khi mà Thắng lên cái kế hoạch là làm show á, thì cũng có một số khán giả muốn Thắng hát bài này và gọi bài kia, nên Thắng cũng sẽ cố gắng tập. Thật ra thì Thắng không phải là ca sĩ được mà hát cái nhạc trẻ, nhạc thị trường, thì Thắng sẽ cố gắng tập cái dân cho nó tương đối, và sẽ có một bài đại hát nó hợp thị hiếu ngày nay. Anh chia sẻ một xíu về mời những cái khách mời là tham gia trong cái đêm nhạc của anh. Với khách mời thì Thắng rất là hạnh phúc khi mà Thắng ngỏ lời mời thì là người đầu tiên là chị Ngọc Quyền. Lúc đầu đó là Thắng không nghĩ là chị Ngọc Quyền có cái dịp đang làm việc tại Việt Nam, nên thì Thắng ngồi không biết là tính không biết gì có. Lúc đó chị có lịch làm việc ở Việt Nam hay không? Thì Hòa Hiệp hôm đó là có câu chuyện đang nói chuyện với chị Huyền, cái thầy có nói là Thắng chuẩn bị làm cái việc ấy, tại sao nó không gọi cho tao? Trời ơi, chị em được kỳ cục vậy không? Hiệp ê Thắng ơi, mày gọi gấp cho chị về chửi mày không? Gọi em nghĩ sao không gọi cho chị? Trời ơi, chị em mình thì sẵn sàng. Thế là Thắng gọi hỏi ngày hôm nay có không, ngày hôm nay chị có lịch nè, chị đi tỉnh, nhưng mà thôi bây giờ chị sẽ cancel lịch này, chị sẽ giữ lịch cho em. Rồi đến Kali, Thắng hỏi Kali là một đứa em mà làm việc chung với Kali từ hồi phim Mặt Không Mặt Trời, thì Kali lúc đầu cũng dành những kiểu là rất là bánh bèo. Để em xem lịch thì Thắng mới nói là thằng bót của mày chết vậy. Okay, nói gì thôi chứ ông nói là tôi phải làm rồi. Còn khách mời nữa là Hoài Hiệp thì là người nhà, cái giờ là anh em thân thiết với nhau rồi, cỡ kiểu như mà từ chối là bóp cổ nó liền đó. Nên những khách mời của Thắng trong ngày hôm nay là những người gần như là người bạn, người chị, em chị kỷ với nhau. Rồi MC thì là Hùng Thế Phi, gà nhà của tôi không ạ. Đó, toàn những mà thật sự tôi ngồi tôi ngẫm là tôi toàn chơi với những người nổi tiếng không. Cái gì Kali là quán quân tình Euro 2019 ha, ngày xưa Ngọc Quyền, ngày xưa Tú Ngọc Quyền quá là nổi tiếng mọi người rồi. Rồi Hòa Hiệp cũng quá nổi tiếng rồi. Rồi Phùng Thế Phi cũng đạt giải quán quân Én Xuân 2021. Wow, trời đất ơi, người nhà có toàn tài danh không ạ. Thế là mình phải chụp liền, mình gom lại làm một chương trình. Nhưng mà anh với em thì đã được có một cái tiếp rất là một người. Tất nhiên là có. Ấy như là Kali với Thắng thì sẽ cũng có một cái mục song ca nè. Ba Thắng với Ngọc Quyền cũng có song ca nè. Ba Thắng với Hòa Hiệp cũng có song ca nè. Đó. Còn Phùng Thế Phi thì sẽ là người dẫn các chương trình xuyên suốt chương trình này. Khi mà anh tham gia cuộc thi tình đôi rõ thì mình có nghĩ là mình sẽ tiến thắng và đạt cái giải quán quân của mình nữa không? Anh không nha. Kiểu giống như là Thắng chưa bao giờ có cái duyên, Thắng nghĩ là Thắng có duyên với các giải thưởng. Từ hồi nhỏ đến giờ đi thi tất cả gì hòa hoàng lắm để được giải khuyến khích này nọ thôi, chứ còn có giải nhất đó là thi Nam Vương Thanh Lịch, học sinh các lớp 10 hồi đó là lớp 12, là được học sinh Thanh Lịch của trường Trần Phú. Rồi lên Đại học Duy Tân thì làm được giải tiếng hát sinh viên đó, ít là cũng được hai giải đó. Đến bây giờ thì sau bao nhiêu năm lăn lộn lao động nghiệp rồi thì nói như người thầy của mình ngày xưa tôi không nên là phải dày chứ đó. Đã được cái giải gọi là quán quân tình Euro 2022. Nhưng mà khi tham gia cuộc thi đó mình có áp lực gì như thế nào? Áp lực tự tán.
kiểu giống như là ok mà thật sự là mình nói thẳng ra là mình cũng đã hàng 4 rồi mà để tìm một cái sự hào quang thì nó hơi gọi là xa xỉ quá. Biết là bao nhiêu năm làm nghề trong nghề rồi mà bây giờ mà đi chơi như vậy mà mình để mình trắng tay thì luôn đấy mà không, nói chung là cỡ nào cũng sẽ có lời sầm xì, nên thì Thắng đã cố gắng rất nhiều, nhưng mà thật sự là Thắng cũng không, chẳng bây giờ Thắng nghĩ là Thắng được giải quán quân, Thắng chỉ làm hết sức mình thôi, tại vì là nghe chữ bui rô là thấy không phải là sở trường của mình rồi à, nên thì khi mình nói như vậy là xong, là làm hết sức mình. Nhưng mà chắc là thời tháng xong ra sao khi đạt cái giải này thì ngoài cái điểm này thì mình sẽ có những cái hoạt động gì chia sẻ xíu. Bật mí tí xíu là nếu như không có gì thay đổi nha, thì tháng 4 Thắng và Hòa Hiệp sẽ có một cái show về nhạc Phật giáo. Tại vì suốt quá trình vừa rồi Thắng Hòa Hiệp thực hiện rất nhiều MV về nhạc Phật giáo, thì chắc chắn nếu như không có gì thay đổi thì tháng 4 âm lịch tới, Thắng Hòa Hiệp sẽ làm một show về nhạc Phật giáo. Bình chán nha. Một chút xíu lý do thì sao mình hát Phật giáo mình như vậy? Sau những thăng trầm trong cuộc sống, sau những cái tuổi tác thì mình đã ngộ ra chân lý sống và mình hiểu hơn về cuộc sống này, mình hiểu hơn về cái tình người với nhau, và mình đọc được nhiều cái sách về Phật giáo thì mình ngộ ra và mình đã hát, đã nghĩ đến một cái gọi là mình phải có một cái gì đó phục vụ về cuộc sống tâm linh, về tinh thần. Nó tâm linh hơi quá, nhưng mà về mặt tinh thần nó sẽ thiền định hơn, mình sẽ tĩnh lặng hơn, mình chậm lại những chiêu tự soi chiếu bản thân mình. Anh có cảm thấy buồn hay là gì khi mà mình thành công đến với mình, nó hơi buồn hơn sao với... Ôi, buồn còn hơn không. Tôi rất thực tế là cái chuyện buồn còn hơn không đấy. Chơi với một nhóm bạn thì ai cũng quán quân hết mà đây, đến bây giờ mình mới được một cái gì đó. Đây là một quán quân, đây là một con nhỏ, đây là nhỏ này đó, cũng là quán quân rồi đó. Đó, em cũng không quán quân trước mình nữa, đến bây giờ mới được quán quân, mình được một cái gì đó cũng hạnh gì chứ không đứng gần đó, nó cái chỗ Kali nhận xét thế nào về giọng hát? Ly nhận xét thế nào về giọng hát của Thắng trong dòng nhạc này? Thắng hát dòng nhạc này rất là dở. Đó, thấy chưa, nó hà. Ê, mở màn rồi, thôi đi vô mở màn nè. Nói thôi mà, mình nói đi. Anh rất hay mà, anh đừng... Em có quyền ở đây đó, xấu anh. Anh đi vô mở màn. Anh rất hay mà Thắng. Ngồi đi chị. Ở thì cũng có. Nhận xét cái giọng nhạc này. Anh Thắng thì... theo em thấy anh Thắng là một người hát dòng nhạc tình rất là hay, nhạc tình nữa nha. Còn bolero thì anh Thắng cũng giống em đó, cũng hơi cứng. Tụi em thì nói chung là họ với nhạc tình hơn, tại vì dòng bolero là cần phải có cái chất giọng của mình nó mềm hơn và nó ngọt ngào, nó ngọt theo kiểu mà nó muốn có chút xíu gì đó hơi dân ca chút xíu thì nó sẽ hát bolero ngọt hơn. Còn em cũng vậy, em cũng thấy em hát nhạc bolero cũng hơi cứng một tí. Sao mà thời gian cái là mình chút xíu mình có sự kết hợp với Thắng chia sẻ xíu về cái sự kết hợp đặc biệt là có gì đặc biệt không? Đây không phải là lần đầu tiên em kết hợp với lại ba Thắng. Hồi xưa anh Thắng anh cũng có làm một cái live show rất là hoành tráng, cái đây cũng khá là nhiều năm rồi, thì anh Thắng cũng chọn em làm nữ chính. Đợt này thì anh Thắng cũng không quên cô em gái này và mời tham dự cái show diễn để trình làng. Sau khi mà lấy đăng quang thì em tham gia show này, thật sự em cũng rất là hồi hộp, tại vì lâu rồi hai anh em mới kết hợp lại với nhau, bây giờ là vẫn còn ăn ý. Theo dõi suốt cái hành trình mà anh Thắng tham gia cuộc thi tình bơ thì mình đã cảm xét như thế nào, và nó muốn tiên là qua các cuộc thi hoặc là có nghĩ là sẽ đặt dấu luôn cuộc thi nữa không? Khi mà em được cái cơ hội được ngồi ghế nóng thử trong cái chương trình tình bơ 2022 á, thì em nhìn cục diện chung thì em thấy anh Thắng là người rất là nổi trội, và em
em nghĩ Thanh Thắng có khả năng để đạt được quán quân, bởi vì là nó bị kích giọng nè, bị diễn xuất nè, Thanh Thắng có sự đầu tư rất là kỹ lưỡng cho từng cái tiết mục của mình. Những cái bài hát anh Thắng hát đều rất là tròn trịa và diễn xuất cũng rất là dễ thương nữa, hầu như là nổi trội hơn đó. Thế cái điều đó là cái điều mà thấy rõ, cho nên nó là việc anh Thắng đạt quán quân là cái điều không nằm ngoài kinh nghiệm. Em với cả Thắng đã chơi với nhau được khoảng độ gần 14-15 năm đó, từ Cổng Mặt Trời á. Thì từ ngày đó đến giờ á, thì có thấy sự thay đổi nhiều của Thắng không? Thắng hả? Thắng vẫn như ngày xưa, vẫn rất là chảnh chọe. Nói giỡn chứ ông Thắng là trong nhóm á, nếu như người ngoài nhìn vô ba Thắng nghĩ ông này chắc ông chảnh lắm nè, khó gần nè, khó chịu nè. Nhưng mà thật sự anh Thắng, anh là người hiền nhất đó nha. Nói về cái tâm tính là anh Thắng rất là hiền. Và đi chơi cũng bị đàn em ăn hiếp như lắm đó. Chứ không phải là dữ đâu. Nói về nghề thì anh Thắng là một người rất là đầy nhiệt huyết và rất là đam mê. Có thể nói là đến bây giờ anh Thắng vẫn luôn học, phải nói là đây là người anh học mãi đó. Anh Thắng học thêm lớp đạo diễn. Nó như em nè, bây giờ mà kêu em học thì thật sự là em học không có nổi, nhưng mà anh Thắng vẫn học và vẫn theo đuổi cái niềm đam mê của mình. Thì cái điều đó là cái điều mà tụi em rất là ngưỡng mộ. Và đến bây giờ xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.